Xin chào quý độc giả đang theo dõi MyDio, kênh tóm tắt sách lan tỏa tri thức. Mình là Thế Vinh đây, rất vui lại được đồng hành cùng các bạn lắng nghe phiên bản tóm tắt sách ngày hôm nay. Khám phá cùng mình thôi nào! Đây là phiên bản tóm tắt của cuốn sách Bố Già, tác giả Mario Puzo, dịch giả Ngọc Thứ Lan. Bố Già là tác phẩm kinh điển được chắp bút bởi nhà văn ý Mario Puzo. Câu chuyện xoay quanh một gia đình mafia nổi danh tại Mỹ. Đứng đầu và có ảnh hưởng lớn nhất trong gia đình và bang hội là bố già Don Vito Corleone, người gốc Sicily. Vito Andolini sinh ra và lớn lên tại Corleone thuộc đảo Sicily, nước Ý. Khi Vito được 12 tuổi, cha cậu giết chết một gã mafia ở địa phương. Cậu phải lánh nạn sang Mỹ và ở với gia đình Abandando. Vito lập gia đình năm 18 tuổi và con trai đầu lòng ra đời 2 năm sau đó. Ở Mỹ, Vito lần lượt kết bạn với Clemenza và Tessio, sau đó là Genco, bắt đầu làm ăn bất hợp pháp và gây dựng danh tiếng trong giới giang hồ. Tuy vậy, Vito vẫn rất trượng nghĩa, hay giúp đỡ người khác, nên luôn được kính nể. Khi băng nhóm ngày càng đông, Vito sắp xếp lại tổ chức, đặt Clemenza và Tessio làm hai thủ hạ thân tín Capo Gim và Genco là cố vấn kiêm phụ tá Consigliozzi. Người ta gọi ông là ông trùm hay bố già, còn ông thì đổi tên thành Vito Corleone để tưởng nhớ quê nhà. Bố già có bốn người con. Sonny là con trai trưởng, đã có vợ con nhưng vẫn lén lút qua lại với một cô gái khác. Fred đã 30 tuổi nhưng chưa lấy vợ. Mai đẹp trai, từng tham gia thủy quân lục chiến và theo học đại học Dartmouth. Connie là con gái út. Tom, một cậu trai gốc Ireland, ở cùng gia đình bố già từ năm 12 tuổi, nhưng không phải là con nuôi. Tom sau này là luật sư, thay thế Genco làm cố vấn kiêm phụ tá cho bố già khi ông này bệnh nặng. Bố già còn là cha đỡ đầu Johnny và Nino, những ca sĩ diễn viên nổi tiếng Hollywood. Từ năm 1933 đến 1936 là thời gian tranh giành địa bàn ác liệt giữa các băng nhóm ở New York. Bố già có ý định hợp tác với một đại ca cờ bạc ở New York, nhưng gã này chẳng những từ chối mà còn huy động thêm lực lượng để đối phó bố già. Về phía mình, bố già cho những thuộc hạ thiện chiến nhất bắt cóc, bắn giết, tổng càn quét giới xã hội đen New York trong 3 năm. Khi bố già phải dưỡng thương vì bị bắn suýt chết, con trai Sonny của ông đã thành lập một băng nhóm đánh đấm nổi danh. Đến năm 1937, New York đã có trật tự mới, chỉ còn 5 hoặc 6 gia tộc chia nhau địa bàn. Năm 1939, bố già trở thành sứ giả đi khắp nơi vận động các phe nhóm chung sống hòa bình, một thỏa ước đã được lập ra. Cùng năm đó, bố già mua cư xá Long Beach. Trong tiệc cưới của con gái út Connie năm 1945, ngoài khách khứa chúc mừng, bố già còn tiếp đãi nhiều người muốn nhờ vả và đồng ý giúp đỡ họ. Để thực hiện những điều đã hứa, bố già khi thì phải chi tiền, khi thì phải đe dọa, đánh giết. Solozzo, một tay giang hồ được nhà Tatalia hậu thuẫn, đề nghị hợp tác cùng gia đình Corleone để buôn ma túy. Trong lúc bố già còn do dự thì Sonny và Tom đã đồng ý. Khi đang điều tra về Solozzo, phe bố già bị tấn công khiến ông bị trúng 5 phát đạn phải vào bệnh viện. Lúc nằm trong bệnh viện, bố già tiếp tục bị âm mưu ám sát. Nhưng Mai đã xuất hiện kịp lúc để cứu vãn tình hình và bị tay cảnh sát làm việc cho Solozzo đánh vỡ gò má. Mai giả vờ điều đình cùng Solozzo, nhưng khi hẹn mặt, Mai đã bắn chết Solozzo cùng tay cảnh sát. Mai bí mật về ẩn náu tại Sicily, còn tại New York thì đại chiến giữa các gia tộc mafia vừa bắt đầu. Đó là năm 1946. Khi bố già dưỡng thương ở Long Beach, con trai Fred cũng sang Las Vegas. Cả năm gia đình mafia lớn nhất New York bắt tay nhau cùng đánh nhà Corleone. Lực lượng nhà Corleone thiếu hụt không đấu lại địch thủ, song nhờ Sonny quá thiện chiến nên cầm cự được lâu dài, khiến cả năm nhà kia từ từ giảm sức tấn công. Tất cả đều biết rằng chỉ có tiêu diệt Sonny thì mới đánh đổ được nhà Corleone. Connie sau khi kết hôn với Carlo thì thường xuyên bị bạo hành, dù là đang mang thai. Một lần cô gọi điện về nhà than khóc với mẹ ruột, là vợ bố già, nhưng bị Sonny nghe được. Sonny rất thương em gái nên đã tức tốc lên đường đến nhà vợ chồng Connie. Trên đường đi, Sonny bị phục kích và bắn chết. Sau đám tang của Sonny,
Bố già, khi ấy vừa bình phục sau chấn thương, đã cử người đi cầu hòa để chấm dứt chiến tranh giữa các gia tộc. Sau cuộc họp, các đại gia tộc bỏ qua thù cũ, phân chia lại các mối làm ăn. Bố già cũng nhờ một tử tội nhận tội giết Solozo và tay cảnh sát để dọn đường cho Mai trở về Mỹ. Mai có một bạn gái ở trường đại học là Kay. Việc giết người và đi Sicily ẩn náu, Mai không cho Kay biết. Hai người chia tay trong im lặng. Ở Sicily, Mai quen và cưới một cô gái bản xứ làm vợ. Khi hay tin anh Sonny bị giết, Mai chuyển nơi ẩn náu mới an toàn hơn. Nhưng tại đây, vợ anh và đứa con trong bụng lại chết trong một vụ nổ xe hơi. Còn Mai hôn mê gần một tuần lễ. Sau một tháng dưỡng thương, Mai lên đường trở về Mỹ. Về phần Kay, cô vẫn độc thân 2 năm sau khi Mai biệt tích. Lúc Mai trở về, họ lại gặp nhau, nối lại tình xưa, kết hôn và sinh được hai người con. Gia đình cô Leone bắt đầu rời việc làm ăn xuống Las Vegas. Một hôm, khi đang chăm sóc cây cối sau vườn, bố già đột ngột lên cơn đau tim và qua đời với tâm trạng hài lòng trong tay con trai Mai. Vị trí lãnh đạo nhà cô Leone bây giờ thuộc về Mai. Anh tiếp nhận vị trí lãnh đạo nhà cô Leone, nhẫn nhịn một thời gian ngắn trước khi tiến hành cuộc phục thù của mình. Sau khi sắp xếp đưa mẹ mình cùng mẹ con Connie xuống Las Vegas, còn Kay cùng hai con trai mình về quê ngoại ở New Hampshire, Mai bắt đầu kế hoạch của mình. Trong vòng 24 giờ, anh và băng nhóm đã tiêu diệt những kẻ phản bội gồm Tessio thủ hạ thân tín của bố già, Carlo chồng Connie cùng những kẻ đã chiếm địa bàn của nhà cô Leone. Mai cố giấu vợ những điều mình làm, nhưng cuối cùng Kay cũng biết. Cô dẫn hai con rời Mai để về sống với nhà mẹ ở New Hampshire. Còn Connie thì mắng chửi Mai vì đã giết chồng mình, nhưng ít lâu sau, Connie tái hôn. Mai trở thành ông trùm mới, khôi phục vị trí đứng đầu cho nhà cô Leone trước khi dọn hết cơ sở ở New York xuống Las Vegas. Một năm sau khi Kay bỏ đi, Tom đã đích thân tìm Kay tại New Hampshire để giải thích cho cô chuyện của Mai. Kay cuối cùng mang theo hai con trai trở về bên Mai. Bố già là một tác phẩm vô cùng thú vị về giới xã hội đen ở Mỹ, đặc biệt hấp dẫn hơn rất nhiều qua cách truyền ngữ của dịch giả Ngọc Thứ Lan. Tuy hoạt động trái pháp luật, nhưng giới mafia cũng có những quy tắc, nghĩa khí và tình cảm đáng trân trọng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, hy vọng mang đến cho bạn những điều hữu ích. Hãy nhấn like, subscribe để chúng mình có động lực làm những video khác hay hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.